vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Xin chào mọi người, mới tập xong cũng hơi mệt. Khoảng không cùng Duy hỏi anh Duy ơi, em tập gym 3 tháng rồi cho tập lưng đi. Ủa vậy chứ 3 tháng trước mình tập gì? Cho nên 3 tháng trước là tập vú không nè. Hỏi sao 3 tháng trước tập vú? Cái đó là chủ phòng mới chỉ. Cái đó hỏi sao em chưa tập lưng? Thôi tại mới nhỏ chưa cho tập lưng. Tập vú trước đi, rồi nhìn biết rồi nha. Đó, vậy là nhìn là biết rồi gì. Trời đất ơi, ra nguyên một đám cái vú chà bá, cái lưng không có. Nhắc lần nữa nha, không có khái niệm mà mới vô cũng cho tập lưng, tập hết đi nha. Vậy thì lưng khi nào tập, tao thích tao tập thôi. Miễn sao tao tập đúng nha. Chứ không có cái chuyện mà 2-3 tháng sau mới tập lưng. Không có, đừng bao giờ có suy nghĩ vậy. Vậy là sai, sai sách, đúng không? Mình tập gym phải chia ra đầy đủ. Ngày tập này, ngày tập kia. Chứ không phải là chỉ tập một cái nhóm cơ này trong vòng một giai đoạn nào đó 3 tháng tới 6 tháng rồi mình chuyển qua nhóm cơ khác là tầm bậy. Cái vấn đề đó là tập lưng và tập xô, tập sao cho nó đúng bài, đúng kỹ thuật. Mà thường thường các bạn sẽ thấy nhiều nhất cái phòng gym các bạn cái máy dạng gì nè. Dạ, mặn như trời. Dạ, rồi tháo bớt lại nghe. Cái máy này là máy kéo xô. Bây giờ trong cái vlog ngắn gọn này thì mình cái cách cầm tay sao cho nó đúng thôi. Thường thường á thì các bạn cầm á nó cũng có những điểm nó sai. Vậy thì cách cầm tay trong cái bài tập show này, cái máy này kêu là lý và địch nha. Đó, lý và địch. Cái máy nào dạng nó có hai cái tay robot vậy nè. Đó kêu là máy lý và địch. Thì cái này là lý và địch pull down. Một trong những cơ chế tập show hiệu quả nhất đó là pull down. Pull down với pull up là một á, mà tại chẳng qua nó khác cái kéo xuống cái kéo lên thôi, nó là pull. Chúng ta cầm tay không quá hẹp. Nhớ cầm tay không quá hẹp, cũng không cầm tay quá rộng. Cầm tay quá rộng chấn thương vai, răng không có đủ. Cầm tay quá hẹp thì răng nó nhiều hơn mà cơ kích thích không có tối đa. Cầm tay vừa vừa thôi. Nó cầm vậy nè. Nhìn nha. Rồi, thẳng lưng. Rồi. Bạn chỉ cần chú ý hai vị trí, ba vị trí. Đó. Vị trí xuống, xuống tới đâu, không có xuống tới đây bạn, không cần thiết. Xuống ngang vậy được rồi. Xuống ngang thì cầm cái lưng nha. Nhớ xuống ngang còn lưng lên từ 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 thôi. Đó, lên từ 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 từ. Sai lại nè, lên từ 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 từ. Sai, vậy là sai rồi, mất kích thích. Mất kích thích này nó sẽ có hai điểm nguy hiểm. Một á là các bạn sẽ bị nguy hiểm khi bạn kéo xuống, vậy mà đâu có lực đâu bạn kéo, và như vậy cơ nó không kích thích nữa, vậy là bạn đang bị kéo cái người, bạn đang bị kéo lên chứ không phải là bạn cái xô bạn đang căng. Cái xô căng vị trí nó là như vậy. Ở tập sau lên bạn về đặt thần thái vô. Vậy là căng nhất chứ không phải vậy nha. Nhớ điểm đó cực kỳ quan trọng. Vậy thôi vậy. Vậy sai luôn nè. Không phải kéo xuống tới đây hết. Sai. Đó kéo tới đây thôi, gồng cái lưng ra. Rồi lên từ 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 từ. Dần. Gồng luôn. Đó kéo xuống. Vậy thì khi kéo xuống nè, cái chỗ này nó bắt ép nè, đúng không? Chỗ này nó ép vô thì cái lưng bạn mới có rộng. Đó nè, đó là điều cực kỳ quan trọng. Hít thở thì Duy đã làm trong một video rồi. Thì bây giờ ở cái bài kéo lưng hay là kéo xô với những cái cơ chế pull down trên những cái máy khác nhau, có thể là stretch ride pull down, có thể là leverage pull down, có thể là pull up, nó đều như vậy hết. Các bạn nhớ cái quá trình tập một phép nó cực kỳ quan trọng. Các bạn cố gắng tập một phép cho nó đúng, rồi từ đó mình nhân lên 6 rep, 8 rep, 12 rep tùy phương pháp. Nếu mà xét về tốc độ xuống và nhập phải nhanh hết, dứt khoát vô tới đây thôi nha. Các bạn nghe ok vậy đi. Đó, nó mình cầm hai tay cầm chỗ này, cái hôn có đẹp. Đó, tay mình xuống tới đây, xuống tới đây thôi, xuống tới đây đi, gồng ra, đúng không? Gồng ra xong rồi lên cùn rõ nè, thấy không? Cùn rõ nó không có thẳng bạch như vậy,
tới đây thôi, để cái lưng mình đó, nó được kéo ra, nó kéo ra như vậy, tại đây nó không có nghỉ mà, tại đây nó vẫn căng, xong mình kéo xuống, tới đây mình gồng, mình cũng không nghỉ luôn. Vậy là cái cơ lưng của bạn nó sẽ kích thích trong nguyên một cái set tập luôn. Ví dụ như bạn tập 10 set, nó sẽ kích thích luôn 10 set. Còn bạn tập như vậy nè, nghỉ mất tiêu rồi. Vậy là nghỉ nha. Tay xuống tới đây, kịch, nghỉ luôn rồi đó. Chẳng qua là bạn giữ thôi, cái bạn nghỉ luôn nè, chứ nó chuyện rất thoải mái nè. Nhưng mà vậy thoải mái với con khỉ á. Không, vậy là sao thoải mái được mà tới bà đang gồng mà. Ôi má, mệt quá. Hấp thành nào để dần thoải mái được á. Chứ vậy thì nhỏ. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tao buồn chẳng hiểu gì sao tôi buồn. Đó, cứng nhắc luôn. Xuống, xuống. Tay cũng có chĩa nha, hồi nãy mình đau đó tao nghĩ đạo. Và nó có tốc độ xuống phải nhanh, tốc độ lên phải chậm, thả từ từ, căng gồng, không thả hết. Rồi bây giờ mình nói về cái một cùi chỏ không có chĩa nha bạn. Có những bài tập như này. Đề tay tập vậy vô bắt tay, bạn tập như vậy đánh vô lưng nha bạn, bạn tập cho nó không vô lưng, còn có bạn tập tẩy đấy nè. Tập quá, tập thì biết vô gì không? Vô rồi nè, vô con gà đó. Trong vấn đề cái xô rất là nhiều điểm chú ý, thì nó tóm lại trong cái lớp ngày hôm nay với nó những cái điểm sau đây. Thứ nhất á là vị trí cầm, thứ hai vị trí xuống, thứ ba là tốc độ nha, thứ tư là vị trí cùi chỏ. Bây giờ làm lại một cái cho đẹp nha. Đây đây, vị trí bắt đầu là như nè, chứ không phải vậy nha bạn. Vậy cái mặt bạn được cái xu hướng bạn cuốn trước bạn nên ngửa lên vậy nè, hoặc là bạn nhìn vòng lên để bạn thấy được cái tay bạn. Còn xuống giữ lại chụp hình, xuống lên, xuống rồi xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong vlog tiếp theo cũng về show, nhưng mà Duy sẽ nói về cái sự freeway, cái sự ngã người. Chúc các bạn thành công. Trong lớp anh là người soi hoa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm xúc tác cho nhau nhớ thật nhiều, nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau. Anh sơ hai trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Với khi hoàng bên lá ngọc sắc ca còn ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch, anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phân cây nghiền mãi vững bền vẫn kiên kết thời gian. Super chạc sạc cơ bắp liên hồi thăng hoa bất tận. Duy sử dụng super chạc cho những buổi tập dài lâu. Đánh game!